Bí mật để có sự tự do tài chính đúng nghĩa nó nằm ở một cái từ, đó gọi là thu nhập thụ động, hay nhiều người gọi là thu nhập hậu kỳ. Vậy thì hãy tìm xem thu nhập, cái gì tạo ra thu nhập thụ động. Hệ thống kinh doanh sẽ tạo ra thu nhập thụ động, những cái khoản đầu tư sẽ tạo ra thu nhập thụ động. Tôi lấy ví dụ một cách đơn giản, nếu bạn có một cái nhà cho thuê mỗi tháng 10 triệu, bạn không cần phải làm gì cả, bạn ngủ hay bạn đi chơi thì mỗi tháng đều có 10 triệu. Bạn có đồng ý với tôi không? Và nếu như bạn có một cái hệ thống kinh doanh cũng vậy. Đấy, và đương nhiên là trong những cái giai đoạn đầu 3 năm, 5 năm, 10 năm phải xây dựng, phải đổ mồ hôi, đổ công sức rất là vất vả. Nhưng sẽ đến một cái giai đoạn nào đó, một cái lúc nào đó thì hệ thống nó sẽ bắt đầu sản sinh ra thu nhập thụ động. Đấy, và bí mật của cái người giàu hay là bí mật của những cái người có tự do tài chính một cách thực sự ấy, chính là ở cái từ khóa thu nhập thụ động. Hãy follow tôi để nhận thêm nhiều giá trị.